Vào ngày 23 tháng 6, tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến bức xúc chất vấn về sự chậm trễ trong giải quyết khiếu nại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể trong 19 ý kiến cử tri nêu có hơn 10 ý kiến chất vấn về vấn đề Thủ Thiêm, tập trung vào việc tranh của năm khu phố thuộc ba phường Bình Khánh, An Khánh và Bình An lân cận khu phố 1 rộng 4,3 ha của phường Bình An đã được thanh tra chính phủ kết luận nằm ngoài tranh thủ thiêm. 162 đất tái định cư ở thủ thiêm còn hay đã mất. Pháp lý thu hồi, bồi thường và giải tỏa nhà đất các hộ dân thủ thiêm. Cần giải quyết dứt điểm các khiếu nại để cử tri yên ổn làm ăn, sinh sống. Trao đổi với cử tri, đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định các cơ quan chức năng không hề tránh né, mà thường xuyên lắng nghe, soát xét, vận dụng trong điều kiện tốt tối đa cho người dân khi giải quyết vấn đề thủ thiêm. Ông Khoa cho biết trong tháng 7 tới đây, thanh tra chính phủ sẽ đối thoại với người dân về việc trong ranh ngoài ranh thủ thiêm, nông khu phố thuộc ba phường.